Trái ngược hoàn toàn con nuôi Phi Nhung trình diễn tưởng nhớ mẹ thì Hồ Văn Cường lại có động thái phủ phàng mảy may không chút liên quan. Mới đây trên fanpage của người hâm mộ Hồ Văn Cường đã đăng tải thông tin mới về hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ trẻ trong thời gian tới. Qua đó vào ngày 13 tháng 5 tới đây, danh ca Ngọc Sơn cùng Hồ Văn Cường sẽ có một đêm nhạc tại sân khấu Amazing Show ở Đà Lạt. Thông tin trên ngay lập tức khiến khán giả vô cùng quan tâm. Đêm nhạc hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả những ca khúc đầy cảm xúc với chất giọng mượt mà, ngọt ngào đến từ Hồ Văn Cường và danh ca Ngọc Sơn. Đây cũng là động thái đầu tiên của Hồ Văn Cường kể từ khi nam ca sĩ Mạnh Quỳnh và dàn con nuôi của Phi Nhung tổ chức đêm nhạc nhớ nhung nhằm tưởng nhớ và tri ân đến người hâm mộ cố ca sĩ. Trước đó, Hồ Văn Cường liên tục bị réo tên khi không tham gia live show nói trên cũng như không được Mạnh Quỳnh hay con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung nhắc tới có thể thấy dường như không muốn vướng vào tranh cãi với mẹ nuôi hồ văn cường vẫn giữ im lặng và không đăng tải bất kỳ hình ảnh hay trạng thái nào trên trang cá nhân của mình thay vào đó nam ca sĩ trẻ năng nổ quay trở lại với âm nhạc rèn luyện và cố gắng nỗ lực nhiều hơn thời gian qua dưới sự dẫn dắt của danh ca ngọc sơn hồ văn cường tích cực hoạt động nghệ thuật trở lại và xuất hiện khá nhiều trên các sân khấu lớn nhỏ Chính vì thế công chúng ngày càng trông đợi vào giọng hát và sự đổi mới trong thể loại âm nhạc của nam ca sĩ trẻ. Đến nay Hồ Văn Cường đã trở lại đầy mạnh mẽ sau những ồn màu, anh được danh ca Ngọc Sơn nâng đỡ và trau dồi khả năng thanh nhạc. Những nỗ lực của con nuôi Phi Nhung cũng đã có thành quả khi những ca khúc mà anh biểu diễn liên tục lọt top trending và được khán giả đón nhận nhiệt tình.